Trộm đúng không? Kia. Đúng rồi. Đâu không giống anh ạ. Bên này trộm, bên này trộm, bên kia mà rõ ràng hai cái tay ống như vậy nè. Hai cái tay ống như vậy nè. Đây là cây hả anh? Hồi nãy là ống lên như cái đọt dừa cây vậy đó. Anh đứng mà. Ông thấy bên kia tách ra cái ống tượng tè ra vậy. Bên kia rửa nguyên bàn tay em rửa chi cái cườm tay không vô. Nó giặt đồ luôn kìa. Em giặt đồ luôn rồi. Nhìn như giặt đồ vậy đó. Đội thăng kép, từ khóa đầu tiên dành cho các bạn, bắn cung. Rồi, cho tôi xem, kéo xuống. Exactly. Ok. Chính xác luôn mọi người ơi, chính người xác luôn. Người tay thấp, người tay cao. Tiếp nhá, cái cây. Rồi, khỏi luôn. Trời, cái cây là căng rồi. Cái cây nó nhiều nhánh lắm, mà giờ không biết tẻ nhánh nào đây. Yeah. Cái cây. Đúng rồi, yeah. Quá đẹp, đều quá. Đều quá trời luôn, giống quá nhau, giống quá trời. Nhóm này chơi hay quá. Không một ai giống ai cả. Bây giờ các bạn hãy chọn đi là cây đang đứng thẳng hay là cây chao nghiêng hay là cây trổ nhiều cành lá, nhánh. Cây thẳng được không? Cây thẳng đi mọi người ơi. Kéo ra nào. Cây thẳng đứng. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đâu không giống anh ạ. Bên này, bên này trụ, bên này trụ, bên kia mà rõ ràng hai cái tay ống như vậy nè. Hai cái tay ống như vậy nè. Đây là cây hả anh? Hồi nãy là ống lên như cái đọt dừa vậy đó. Đúng mà. Ông thấy bên kia tách ra cái ống tượng tè ra vậy. Ừ. Cái này không đúng nha. Rồi, tiếp chuẩn bị chạy, giống như là vào tư thế chuẩn bị chạy đó. Xong chưa? Cố định dáng chưa? Rồi, mở ra nào. Giống nhau. Ok. Xịt nước hoa. Wow. Cái này khó nè. Xịt ở đâu vậy trời? Không được nói. Được chưa? Đến hoa nè. Xịt ở dưới đây nè. Rồi. Ừ. Đúng rồi. Long ơi. Ừ. Ở đây không ai xịt vô cái ngã ba đó hết Long. Mình chỉnh lại một lần nha. Rồi. Kéo xuống. Ok. Trùng khớp. Coi như mình xịt vào cái vùng cổ này nha. Kéo trùng khớp là bỏ xuống liền trong nó lòi ra dền lên. Tiếp nào. Hành động ăn vụng. Ôi khó nha. Ăn vụng à? Ăn vụng là phải có cái sự lén lút trong đó đúng không? Sao công khai dữ vậy? Thu ơi, mình chưa có lén lút lắm so với các bạn nè. Kéo xuống. Đúng rồi, quá lén lút. Ok. Đó, giống nhau. Vũ điệu rửa tay. À, em biết cái này. Cái này lẽ ra phải hỏi Quân như là Thành mới đúng nè. Đơn giản là vũ điệu rửa tay. Chisu á, đúng rồi anh Chisu nè. Chisu rồi chưa? Rửa tay là Genkovi chứ. Kéo xuống. Yeah, không đúng rồi. Khác nhau, rất khác nhau. Bên kia rửa nguyên bàn tay, em rửa chi cái cườm tay không vô. Nó giặt đồ luôn kìa. Em giặt đồ luôn rồi. Nhìn như giặt đồ vậy đó. Tiếp. Chải đầu. Rồi, kéo ra. Wow. Wow. Giống nhau nha, chúc mừng. Hết giờ. Rồi, bắt tay ra đây. Rồi, bây giờ mình điểm lại xem giống nhau được bao nhiêu cái tư thế với những cái từ khóa này nè. Bắn cung giống nè, yeah. Đúng không? Ừ. Cái cây sai nha. Bởi vì lọt ra cây có cái đọt dừa ở trên. Ừ. Xịt nước hoa. Đúng nè. Ăn vụng. Dạ, giống nè. Vũ điều rửa tay, hỏng giọng. Chuẩn bị chạy. Dạ đúng. Giọng nè. Chạy đầu. Dạ đúng. Đúng luôn nè. Được mấy từ? Dạ một. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm từ. Năm từ quá, 5 triệu đồng. Yeah. Nãy bên kia cũng 5 từ đúng không? Dạ. Vậy là mình phải có một cái phần thi phụ thôi. Dạ. Bây giờ đội mình cử ra hai thành viên nè, mình cảm thấy là ăn ý nhất. Nhà bên kia cũng y chang vậy. Cũng giống như cái phần thử thách vừa rồi, các bạn sẽ vào những cái vị trí khác nhau, nhưng mà hai bạn sẽ đứng kế nhau như vậy. Anh cũng sẽ đọc một cái từ khóa ra xem coi đội nào có cái dáng nó giống nhau thì xem như đội đó chiến thắng trong cái phần thi phụ này, và đội còn lại đương nhiên sẽ phải chịu hình phạt. Mời các bạn. Rồi, bây giờ đến lựa xem trong những cái từ khóa đang cầm trên tay một cái từ khóa nào đó mà để thử thách coi các bạn như thế nào. Con mèo. Con mèo. Mèo 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 mèo. Rồi chơi giữ nguyên. Kéo xuống nào. Và chúng ta nhìn thấy đội thăng kép giống nhau. Hai con mèo. Ê, tên này giống bên kia.
đang giống này giống mình kia. Như vậy là ở cái phần thi phụ này, đội thắng kép các bạn giành chiến thắng, và dĩ nhiên đội còn lại sẽ ra đây nhận hình phạt của chương trình. Ba vòng đi, ba vòng đi. Kéo xuống. Mỗi người một vẻ luôn. 10 phân vẹn 10. Đó. Thuận mà. Rồi, tự nhiên có một cái mình cái ông Lục Huy kia hò tay ông Vịnh, ông kéo làm cái gì khác so với những người bạn của mình. Bây giờ thì anh sẽ mời cái đội mà vừa rồi giành chiến thắng lên đây để tham gia phần thi này trước. Xin mời. Đội đang suy nghĩ, các bạn đã vào vị trí. Vậy thì bây giờ mời các bạn cùng nghe những cái từ khóa nha. Đầu tiên, sơn móng tay. Sơn móng tay. Mình làm hình tĩnh nha, không làm hình động Quân ạ. Trong bốn người bạn ở đây thì Thành ơi, em khác các bạn còn lại. Lại là anh Thành, anh Thành ơi. Sơn móng tay bây giờ. Thì bởi đơn giản anh ơi. Thành ơi, đơn giản thôi. À, Quân ơi cũng khác luôn Quân ơi. Không giống nha Quân nha. Rồi, kéo bắt xuống. Giống không các bạn? Khác tay. Khác tay thì thôi, cái đó mình được chăm mà. Trước mình bỏ qua. Nhưng mà cái dáng là đúng không? Giống không? Đúng. Giống, cho qua. Từ khóa đá banh. Ê, cái này dễ sai nha. Đơn giản nhất có thể. Đơn giản. Tạo dáng như thế nào thì mình giữ nguyên như thế đó nha. Rồi chưa, kéo bắt xuống nào. Trùng khớp. Cái này là hành động, cái này thường là dành cho những người con gái, nhưng mà mình thử coi sao. Đánh phấn. Đánh phấn, rồi chưa, rồi chưa, để nguyên xem nào, để nguyên xem nào. Rồi, kéo bắt xuống. Trùng khớp. Cái này thật ra các bạn cũng làm nghệ thuật, cũng sử dụng trang điểm cho nên là quen ha. Tiếp, con khỉ. Con khỉ rồi, chết rồi, con khỉ. Con khỉ hả? Chết rồi, khỉ gì ta? Rồi chưa? Kéo xuống. Mỗi người một vẻ luôn. 10 phân vẹn 10. Bốn người bốn gian cái nhau. Ủa em làm cái gì vậy? Khỉ gãi. Vuốt râu. Không chưa? Vuốt râu. Kéo xuống. Trùng khớp. Rồi. Đánh răng. Ê, đơn giản nha, đừng có tay chân lằng quằng. Ok nào. Ok, tính chóng rồi thôi. Kéo xuống. Đây, trùng khớp. Anh em tính chóng luôn á mọi người nha. Rồi, tiếp nào. Nâng một chân. Nâng một chân ạ? Nâng một chân hả? Cái nào mình thuận thuận nhá. Nâng một chân. Kéo xuống. Trời ơi, thuận mà. Ôi. Rồi, tự nhiên có một cái mình cái ông Lục Huy kia hò tay ông Vịnh, ông kéo làm cái gì khác so với những người bạn của mình ha. Hết chưa? Thật ra cái phần thi này hôm nay nha, theo anh đánh giá là những cái từ khóa này dành cho các bạn là dễ đó. Để mình xem coi. Con khỉ, đấy không giống nè. Vuốt râu, một gái nè. Đánh răng, giống nè. Đánh phấn, giống nè. Đá banh, giống nè. Sơn móng tay, giống luôn. Được mấy cái rồi Quân? 5 từ khóa các bạn làm những động tác trùng khớp nhau. 5 triệu đồng.